tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân nhiều cơ hội mới nhưng chưa được trụ quan tháng 9 âm lịch cho biết đây là một tháng mang lại nhiều cơ hội lẫn may mắn đối với những chú khỉ nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Tháng 9 âm lịch là một tháng mang lại nhiều cơ hội lẫn may mắn cho bạn sự nghiệp trong tháng có nhiều điểm sản, cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau nhưng nếu vượt qua bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng do đó hãy tận dụng tốt thời cơ này để ghi điểm và có những dấu ấn thật đặc sắc trong sự nghiệp của mình tuy nhiên để đạt được điều đó đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn tay vận trong tháng dù có khởi sắc nhưng chưa mạnh Nhìn chung, bản mệnh vẫn chưa thể thoải mái chi tiêu thoáng tay cho lắm. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và chỉ thông minh, người tuổi này có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Tình cảm của người tuổi thân trong tháng có thể bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có. Các cặp đôi có thể cảm nhận sự quan tâm và yêu thương của nửa kia dành cho mình. Điều này có thể nâng cao hơn một mối quan hệ của hai bạn. Trong giai đoạn tháng 9 âm lịch, bạn dễ gặp phải những vấn đề liên quan tới sức khỏe khác nhau do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường. Việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. Một Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Tháng này, tam hội thải tuệ xuất hiện bảo hiệu đây là một tháng mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho tuổi thân. Nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng trong giai đoạn cuối năm nay. Trong quá trình làm việc, người tuổi thân có thêm sự chủ động và sòng xáo hơn, không còn thụ động đợi đến khi người khác giao việc cho mới làm, cũng bớt phần do dự hơn trước. Tinh thần này rất đáng để ghi nhận và phát huy. Tài năng và sự sáng tạo của bạn sẽ được phát huy tối đa và họ có cơ hội được giao cho một số nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng. Bạn cần phải học hỏi và nắm bắt cơ hội chủ động giải quyết vấn đề, thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Sự hợp tác Giao tiếp với cấp trên cũng đặc biệt quan trọng. Bạn cần thiết lập các mối quan hệ cá nhân tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, với nguyệt lệnh làm tuyệt, không ít những thách thức cũng song hành cùng với các cơ hội. Nhưng nếu vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sâu sắc đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên để đạt được điều đó đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Càng về của tháng thì áp lực càng tăng lên, đòi hỏi người tuổi thân cần phải bình tĩnh, sản xuất mới không phạm phải sai lầm. Nguyệt lệnh tuyệt, tìm ẩn những sự xa xúc bất ngờ. Công việc có thể vốn đang thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn đụng đầu hỏng đó. Càng cố gắng làm thì càng lại phí công vô ích. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng bản mệnh vẫn là người có thể quyết định sự thành hay bại của chính mình yếu tố vận mệnh chỉ là phụ. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn nào trở ngại nổi bước tiến của bạn. Đồng thời, hãy cảnh giác với những tranh chấp nơi công sở và những chiêu trò của tiểu nhân, giữ vững nguyên tắc độc lập của bản thân, đừng quá dễ dãi. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng nay, nhìn tổng thể, có những khởi sắc nhất định hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện chưa mạnh và rõ ràng vẫn cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, người tuổi thân vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Với người làm công ăn lương, bản mệnh vẫn còn khá áp lực về tài chính, chưa thể chi tiêu thoáng tay. Dù nguồn thu nhập đều đặn Xong, hàng tháng vẫn phát sinh quá nhiều chi phí bất ngờ, bao gồm cả phí sinh hoạt, chi phí cho con cái chi phí nhà cửa, thậm chí cho các mối quan hệ. Nên xét về tổng thể thì thu nhập vẫn còn nhiều eo hẹp. Ngược lại, tâm hội lại giúp cho người kinh doanh buôn bản có một tháng tất bật. Nhìn chung, doanh thu đạt mức cả có thể tích lũy được khoản nhỏ để đề phòng những tình huống phát sinh bất ngờ còn chủ động xử lý. Lưu ý, nguyệt lệnh làm đất tuyệt có thể mang tới những biển động lớn về tiền bạc. Hôm nay, bạn có thể thu về lợi nhuận cao, nhưng chưa chắc ngày mai cũng vậy. Còn giáp này vẫn nên có sự tính toán và cân nhắc cẩn thận. Kiểm được tiền mà không tích lũy thì tiền nổi cũng sẽ cạn kiệt. Tiêu dùng hợp lý cũng là một trong những yếu tố quan trọng để có được vận may tài chính ổn định. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tạm hội cục cho thấy những chú khỉ có thể chọn bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có vào tháng này. Người độc thân có thể gặp được người mà mình thích để có thể bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cân bằng cảm xúc để tránh quả phụ thuộc vào đối phương và duy trì suy nghĩ cũng như sự độc lập của chính mình các cặp đôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của nửa kia dành cho mình. Điều này có thể nâng cao hơn nữa mối quan hệ của hai bạn. Tuy nhiên tháng này do có nguyệt lệnh rời vào cùng tuyệt, khiến cho tình cảm của người tuổi thân có phần cứng nhắc, bảo thủ, suy nghĩ bể tắc, không thông suốt. Điều này cũng sẽ gây ra không ít trở ngại cho chuyện tình cảm đôi lửa bạn cũng phải học cách trân trọng và cho đi tình yêu của mình thì mới có thể gặt hái được hạnh phúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe trong giai đoạn tháng 9 âm lịch này, người tuổi thân dễ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe khác nhau do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường. Đã vậy, nguyệt lệnh lầm đất tuyệt, cơ thể bạn dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu như thể trạng đi xuống, Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, quẻ quải, ngủ không sâu giấc, kém ăn, suy nhược thần kinh, ảnh hưởng cả tới công việc lẫn cuộc sống. Do đó, việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn. Hãy chủ động dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe của mình mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, đừng chủ quan bạn nhé. CẢM Nang Phượng Vận cho tân tuổi thân vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi bình Thân, sinh năm 1956, mệnh hỏa. Nam sao phần hẩn, nợ sao la hầu, khẩu huyết, làm việc có thêm sự chủ động, song sáo hơn, không còn thụ động. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2 tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh thổ, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, có không ít thách thức song hành cùng với các cơ hội. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Sủ, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, mệnh Mộc, nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết tài lộc có khởi sắc nhưng chưa mạnh vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi thân tiểu nhân tuổi tuất tuổi giàu, màu sắc may mắn màu tím màu trắng 4. tuổi nhâm thân sinh năm 1992 mệnh kim nam sao vân hưởng nữ sao la hầu khẩu quyết Người độc thân có thể bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. Năm tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004, mệnh Thủy, năm sao Thủy Diệu, nữ sao một Đức, khẩu quyết gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau do áp lực công việc. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi hải tiểu nhân tuổi tý tuổi môi màu sắc may mắn màu vàng màu đen